Thưa quý vị, chống ngập tiếp tục là mục tiêu trọng tâm của thành phố Hồ Chí Minh trong năm 2018 và những năm tiếp theo. Riêng năm mới này, người dân thành phố kỳ vọng một bức tranh với tình trạng ngập do mưa và ngập do triều sẽ giảm mạnh khi công trình chống ngập quy mô lớn của thành phố dự kiến sẽ khánh thành vào thời điểm 2 tháng 9 năm 2018. Kỳ vọng là hoàn toàn có cơ sở khi nghị quyết 54 chính thức có hiệu lực và đang được thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương triển khai, góp phần tạo thêm cơ chế mở về tài chính cho các dự án này. Ghi nhận của phóng viên HTV trong ngày đầu năm mới. Thưa quý vị, ngày đầu tiên của năm mới 2018 rơi vào thời điểm ngày 15 âm lịch. Do vậy mà con nước ở khu vực rạch đĩa lên cao. Đây là một trong những điều kiện rất tốt phục vụ cho công tác thi công tại công trình cống Phú Xuân, một trong 6 cống ngăn triều trong tổng thể các công trình chống ngập quy mô lớn mà thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai. Và hạng mục ngày hôm nay mà tập thể này đang thực hiện đó là việc gác dầm giữa hai trụ cống, một trong những hạng mục công việc rất quan trọng trong tổng thể công trình này. Việc này đã nói được lên là cống kiểm soát triều Phú Xuân về việc thi công cơ bản đã chuẩn bị hoàn thành và việc gác dầm lên là cũng là công tác là phần cơ bản, chỉ còn là phần hoàn thiện để chuẩn bị đưa vào vận hành của cống kiểm soát triều Phú Xuân. Ý thức được tầm quan trọng của dự án, công nhân trên các công trình của dự án chống ngập do triều cường có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu tại 6 khu vực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh phải làm việc liên tục cả trong những ngày nghỉ lễ. Thì trong quá trình thi công thì ở đây là công nhân và cán bộ kỹ sư đều nhiệt tình làm ngày đêm và làm 3 ca để cho kịp cái tiến độ tiêu, thì cố gắng hoàn thành công trình cống Phú Xuân thì cố gắng hoàn thành xong trước tiến độ. Với những công trình trọng điểm như 6 cống ngăn triều thuộc dự án này, các chuyên gia kinh tế kỳ vọng sẽ tháo nhanh nhiều điểm nghẽn, trong đó có điểm nghẽn về vốn. Bởi thành phố Hồ Chí Minh đã có sự chủ động về các cơ chế chính sách khi nghị quyết 54 đang đi vào cuộc sống. Quốc hội cũng giao cho thành phố phải sử dụng cái tiền này để mà đầu tư cho cái dự án chống ngập nước 10.000 tỷ của chúng ta. Cho nên là tôi thấy rằng là nghị quyết cũng đã tạo ra được cái cơ chế tài chính để cho thành phố, thúc đẩy thành phố vừa phải đẩy nhanh quá trình cổ phần hóa, tức là đạt được hai mục tiêu, tức là anh vừa tái cơ cấu mà vừa có tiền để anh giải quyết cái điểm nghẽn về vấn đề về ùn tắc giao thông, về điểm nghẽn về cái kết cấu hạ tầng của chúng ta. Hai cống Mương Chuối và Phú Xuân dự kiến sẽ vận hành ngay thời điểm 30 tháng 4 năm 2018. Toàn dự án sẽ đặt khối lượng công việc và cắn mốc vào dịp Quốc khánh sắp tới.